Với tổng diện tích là 5,2 hecta, thửa đất của chúng ta được chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất đó là diện tích 1.800 m2 có phần mặt tiền tiếp giáp với đường tỉnh 850 là 35m và chiều sâu vô là 50m. Thửa đất thứ hai có diện tích là 51.000 m2 và có chiều ngang tiếp giáp với kênh là 370m và chiều sâu vô là 140m. Gia chủ rao bán với giá là 650 triệu đồng trên 1.000 m2. Thửa đất thuộc xã Láng Biển, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp, kính thưa quý vị. Dạ, và đầu năm thì con cũng xin kính chúc quý cô chú và anh chị sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và làm ăn phát tài phát đạt nha. Và hôm nay kính mời quý cô chú và anh chị cùng con đi về Đồng Tháp để tham khảo một cái thửa đất cực kỳ đẹp này nha quý vị. Và bây giờ xin kính mời quý vị cô chú và anh chị cùng con đi vào chi tiết thửa đất này nha. Dạ, kính thưa quý vị, thì thửa đất của chúng ta thuộc xã Láng Biển, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp và phần mặt tiền tiếp giáp với đường tỉnh 850. Thì đường tỉnh 850 nối liền từ đường quốc lộ N2 xuống quốc lộ 30 nha quý vị. Thì từ đây chúng ta ra ủy ban xã là 2 km, mặt tiền 35m, chiều sâu vô là 50m nha quý vị. Từ đây chúng ta đi ra quốc lộ N2 là 7 cây số và chúng ta đi về thị trấn Mỹ An là 9 cây số, và tiếp tục chúng ta về khu công nghiệp Tân Kiều đó là 14 cây số nha quý vị. Chúng ta đi về thành phố Hồ Chí Minh theo tuyến quốc lộ N2 là 114 km, đi về tới giao lộ Nguyễn Văn Linh, và kế bên đây là có là cây dầu Thiên Hộ nè quý vị, cây dầu Phú Vinh Thiên Hộ ha. Và xa hơn chút xíu nữa, cách khoảng chừng 500m thì chúng ta sẽ có một cái công ty nhà máy sản xuất phân bón đang trong quá trình xây dựng đó quý vị. Khu này vị trí chiến lược kinh doanh để xây dựng công ty nhà xưởng cơ sở sản xuất quy mô rộng lớn thì rất là tiềm năng. Và đối với những thửa đất như thế này thì hiện tại khu vực này cũng rất là khó tìm, tại vì cái phần mặt tiền vừa đủ để chúng ta cho xe vào và xây dựng nhà ở phía sau, cái diện tích rất là lớn để chúng ta có thể là xây dựng một cái công ty cơ sở sản xuất quy mô lớn ở phía sau nha quý vị. Ở phía sau thì chúng ta có tiếp giáp với một cái đường kênh nữa, đường kênh thoát nước, và đây chính là toàn bộ phần mặt tiền. Tiếp theo thì cái hướng di chuyển hướng ngược lại đó là cái hướng đi ra quốc lộ 30 và chúng ta đi về ngã ba An Hữu, về quốc lộ 1A, về cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Rồi, và từ đây chúng ta đi ra khu di tích Xẻo Quýt, rừng Xẻo Quýt đó là 8 cây số nha quý vị. Và chúng ta ra quốc lộ 30, tới quốc lộ 30 thì khoảng tầm 15 cây số và chúng ta đi về ngã ba An Hữu quốc lộ 1A, đi lên cao tốc Mỹ Thuận Trung Lương thì 27 cây số. Thì tuyến đường này chính là tuyến đường huyết mạch để sau này vận chuyển hàng hóa từ khu công nghiệp Tân Kiều của thị trấn Mỹ An đi về các tỉnh ở dưới miền Tây. Đây là một trong những tuyến đường huyết mạch và nối liền hai đoạn cao tốc, đó là cao tốc N2 và đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Thì từ điểm An Hữu đó chúng ta sẽ đi về các tỉnh miền Tây như Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Cần Thơ, Hậu Giang và vân vân, những cái vùng đất ở miền xứ miền Tây nha quý vị. Và đối với phần mặt tiền thì gia chủ đã xây hàng rào kiên cố ở phần phía trong rồi quý vị. Phần phía trong tức là phần hành lang lộ giới, từ hành lang lộ giới đi vào phía trong thì chủ xây dựng không có lấn ra ngoài ha. Và được xây dựng hai cái cổng đi vào, và một cái cổng ở bên trái tức là cái cổng để chúng ta di chuyển xe tải đi vào bên trong vườn luôn, đi vào bên trong. Và cái cổng ở bên phải thì chúng ta sẽ đi vào nhà nha quý vị. Thì hiện tại trong đó được xây dựng một căn nhà nhỏ, một phòng khách, hai phòng ngủ và một căn chòi mát để chúng ta ngồi uống nước. Và bên trái tức là một cái nhà kho để chứa vật tư nông nghiệp nha quý vị. Và bây giờ con sẽ di chuyển vào trong luôn cho quý cô chú và anh chị chúng ta xem. Thì con sẽ mô phỏng lại cái bản đồ toàn bộ thửa đất này cho quý cô chú và anh chị dễ hình dung nhất ha. Phía sau là 51.000 m2 và phía trước là 1.800 m2. Mặt tiền tiếp giáp với đường tỉnh 850 là 35m nha quý vị. Chiều sâu vô 50m thì gặp một cái con kênh nằm ngang. Rồi qua con kênh đó sẽ là một cái thửa đất với tổng diện tích là 51.000 m2. Đó, gia chủ hiện tại đang trồng cây phía sau. Rồi bây giờ con di chuyển vào bên trong khu nhà vườn phía trước để quý cô chú và anh chị xem tận mắt nha. Phía bên trái đi, khi mà chúng ta đi vào cái cổng thứ hai thì phía bên trái là cái khu nhà kho để chứa vật tư nông nghiệp cũng như dụng cụ lao động nhà vườn. Bên phải là khuôn viên nhà vườn thì được chăm chút rất là tỉ mỉ nha quý vị. Hiện tại chủ đang đầu tư trồng những cái cây xanh xanh bên đó là những cái cây trang đó quý vị, trang Mỹ Hồng và Mỹ Cam, đó là trang lá trung ha, để tạo một cái view sau này nó lớn, nó có bông thì tạo view là một bên là bông màu cam, một bên là bông màu đỏ. Cái này ý tưởng này nói chung thì rất là đặc biệt, đi là gặp lần đầu tiên luôn đó quý vị. Người ta trồng cỏ, trồng những cái cây nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà ở đây chủ chơi lớn luôn, chơi trồng bông trang Mỹ Cam luôn quý vị. Đó là một cái ý tưởng mới lạ nhưng mà nó cũng rất là hay ha.
Rồi trước mặt chúng ta chính là cái khu chòi nghỉ mát nha quý vị. Bên trái là cái nhà kho nè, khu để chứa dụng cụ lao động phía sau, dụng cụ vật tư nông nghiệp ở phía sau để chúng ta chăm sóc cái vườn sầu riêng và vườn mít phía sau đó quý vị. Và bây giờ sẽ vào bên trong căn nhà này cho quý cô chú và anh chị chúng ta tham quan. Thì nhà thì thiết kế cũng nhỏ gọn thôi, nhưng mà cũng rất là mang phong cách hiện đại, thiết kế một cái kiến trúc không gian mở. Tất cả vị trí ở trong nhà này đều hướng ra khuôn viên vườn, nhìn thấy một cái màu xanh, một cái khuôn viên cây xanh nhìn rất là thông thoáng và rất là mát. Ở đây gió rất là nhiều luôn quý vị, vừa vào đây gió rất là mát luôn. Thì bây giờ con sẽ tiến vào bên trong nhà cho quý cô chú và anh chị tiếp tục tham quan nhà ha. Nhà này xây dựng cũng rất là đặc biệt quý vị, nhỏ gọn nhưng mà rất là xinh xắn luôn, cũng không kém phần sang trọng. Và bây giờ chính là không gian phòng khách nè quý vị. Thì không gian phòng khách chủ thiết kế một cái không gian mở ở bên trái, tức là nguyên một cái khu cửa sổ cửa kính hết luôn quý vị. Khi mà chúng ta đi vào bên trong phòng khách này chúng ta ngồi thì chúng ta sẽ nhìn thấy được toàn bộ cái quang cảnh ở bên ngoài khuôn viên vườn. Và tiến vào bên trong chính là cái phòng ngủ thứ nhất nè quý vị. Thì phòng ngủ thứ nhất, cái phòng này con vào rất là ưng ý ha. Vào bên trong nó giống như có một cái bức tranh 3D ở bên trong nè quý vị. Thì phần không gian mở này chúng ta nhìn ra thấy toàn bộ cái khuôn viên vườn và cái căn chòi nước mát ở bên kia rất là đẹp luôn. Rồi tiếp tục đi di chuyển vào bên trong là khu vực toilet, và có một cái căn phòng phía trong nè quý vị. Thì căn phòng bên trong này nó có một cái cửa sổ hướng ra khu vườn phía sau, thì tạo một cái không gian, không khung cảnh của làng quê rất là đẹp ha. Phía sau này là một con kênh, rồi tiếp theo nữa là cái khu vườn sầu riêng, vườn mít phía sau đó là vườn của mình luôn đó quý vị. Cái con kênh ngang ở phía sau rồi tới cái vườn phía sau, diện tích 51.000 m². Rồi cái phòng nhỏ này cũng có một cái khu cửa nhỏ nè quý vị, cái khu cửa sổ nhỏ nè. Khu cửa sổ nhỏ này thì chúng ta nhìn ra được cái khuôn viên vườn phía trước, khuôn viên cây xanh ở phía trước, bông hoa nhìn rất là đẹp ha, nhìn rất là xanh. Cái nhà này tuy nhỏ nhưng mà được kiến trúc thiết kế một cái hướng rất là đẹp luôn, nó rất là đơn giản quý vị, cái nhà này rất là đơn giản luôn. Nếu mà quý cô chú và anh chị và các bạn trẻ, nếu mà chúng ta sau này chúng ta có xây nhà thì chúng ta cũng nghiên cứu sơ sơ cái những cái thiết kế giống như thế này nè quý vị. Xây dựng nó không có tốn kém nhiều đâu, nhưng mà mang lại một cái phong cách, một nói chung một cái không gian gì đó nó rất là sang trọng và rất là hài hòa với thiên nhiên, nó rất là đẹp luôn. Vào căn nhà này rất là thích quý vị, tại vì con còn trẻ, nói chung là vào những căn nhà xinh xinh như thế này rất là thích, không cần nhà to nhà lớn đâu, cứ nhỏ nhỏ vậy thôi ở nhưng mà nó rất là ấm cúng, rất là mát quý vị. Dạ, và bây giờ con sẽ di chuyển qua bên phía bên kia để chúng ta xem cái không gian của cái căn nhà mát bên kia nha quý vị. Đó, phòng khách nè quý vị. Ngồi trong phòng khách này thì tất cả các hướng chúng ta đều nhìn thấy hết ha. Hướng phía trước đường nè, hướng bên phải tức là khuôn viên vườn. Đó. Thì nếu mà thửa đất này chúng ta sau này á, phía sau á, mở rộng kinh doanh, mở rộng kho xưởng sản xuất, mở công ty lớn, thì cái căn nhà này có thể là tận dụng để chúng ta làm văn phòng nha quý vị. Làm văn phòng là rất là ok luôn. Đó, bên đó là cái khu nhà mát, khu nhà để chúng ta ngồi nghỉ mát uống nước cũng như là để tiếp khách nói chuyện với nhau nha quý vị. Cái khuôn viên này nhìn rất là đẹp luôn, rất là thoáng mát, nên là con sẽ quay video ở phần này nhiều chút xíu, tại vì khu vườn phía sau thì cũng chỉ là sầu riêng, mít rồi một số cái cây khác thôi quý vị. Đó, khuôn viên rất là đẹp luôn quý vị. 1.800 m² là toàn bộ diện tích ở phía trước này nha quý vị. Thì thửa đất này chủ đã san lấp mặt bằng với mặt lộ phía trước luôn. Kỳ công rất là nhiều ở cái khu vực này nha quý vị, chủ rất là kỳ công luôn. Nó mới được như thế này, tại vì hồi xưa chỗ này là cái khu ruộng nó rất là thấp, nó thấp dữ lắm quý vị, nó thấp hơn nó khoảng 1 m² á. Nhưng mà chủ san lấp, cái chi phí san lấp này cũng rất là nhiều, nó không ít đâu với chi phí hiện tại. Và chủ đã san lấp mặt bằng với mặt lộ luôn rồi. Đó, đây là khu nhà mát nè quý vị. Nó rất là đẹp, đơn giản thôi, cũng không có gì cầu kỳ. Nó trong những vật liệu chỉ là bê tông thôi, nhưng mà nhìn nó rất là đẹp nè quý vị, rất là mát luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại một phòng phía trước nữa, rồi con sẽ tiến về phía sau cho quý cô chú và anh chị xem nha. Dạ, và bây giờ thì con kính mời quý cô chú và anh chị cùng con tham quan ở khu vườn phía sau nha. Này, khu vườn phía sau thì chủ đang trồng sầu riêng và mít nha quý vị. Thì những cái cây chúng ta, những cái ô, những cái cây nhỏ nhỏ xanh xanh đó, toàn bộ những cây xa xa xanh đó là vườn của chúng ta đó. Còn những cái khu mà ruộng ở phía sau này không có cây đó là gì, thì tới khúc mí đó là hết đất rồi. Thì trong đất thì chủ trồng là 400 cây sầu riêng Thái, 70 cây sầu riêng Musakin và 1.200 cây mít Thái, 500 cây mít ruột đỏ nha quý vị.
Đó, đây là toàn bộ hình ảnh vườn của chúng ta 51.000 mét vuông. Và toàn bộ diện tích này cũng được chia ra làm bởi một cái con kênh nhỏ đi ngang chính giữa nha quý vị. Thì cái phần ở bên phải những cây mít cây xanh xanh đó đó, cây mít sầu riêng mé bên phải. Thì từ cái cầu này nè hướng qua bên phải là diện tích đó là 21.000 mét vuông nha quý vị, và diện tích còn lại là 30.000 mét vuông. Đó, nói liền với một cái con kênh và thửa đất chúng ta nói liền với 1.800 mét vuông phía trước nè. Đó, đây là cái khu nhà vườn phía trước thì tiếp giáp với đường tỉnh 850. Rồi bây giờ thì hiện tại con đang đứng trên cây cầu. Ngay cây cầu này thì hướng trước mặt chúng ta là có một cái con kênh nè quý vị. Đó, con kênh chạy song song với thửa đất luôn ha. Mặt tiền là 370 m, mặt tiền giáp với con kênh này là 370 m. Rồi chúng ta sẽ có một cái con kênh nhỏ cắt ngang thửa đất nữa thì điều kiện rất là tốt để cung cấp nước cũng như thoát nước cho quý vị. Đây là cái khu vực 21.000 mét vuông nè quý vị, khu vực trồng sầu riêng và mít đã được 1 năm tuổi rồi. Và xung quanh bờ đê thì chủ đã trồng những cái cây gỗ xưa nha quý vị. Đó, đây chính là khu vườn phía trước lúc nãy con quay video nè. Đó, ở cái đó là ở phía trước nha. Rồi ở đây vừa là phía sau thì kiểu giống như thửa đất của chúng ta nó có hình chữ T gì đó quý vị, có hình chữ T ha. Đây là cái khu vực phía sau. Thì toàn bộ cái bờ đê này tiếp giáp với con kênh nhỏ này là 370 m nha quý vị. 370 m toàn bộ xung quanh bờ đê và xung quanh thửa đất thì chủ đã trồng những cái cây gỗ xưa rồi. Đó, còn mít ở đây thì rất là xanh nha quý vị, mít sầu riêng ở đây rất là xanh rất rạt. Nếu mà cây trồng 1 năm, có độ tuổi 1 năm thì cây cỡ này thì rất là đạt rồi. Đó, sầu riêng 1 năm tuổi rất là xanh rất là tốt luôn. Đó, vùng đất này nói chung là trồng cây cũng rất là ok, rất là ổn. Tại vì ở ngoài kia có mấy vườn sầu kia riêng á, sầu riêng lớn người ta trồng 5-7 năm rồi nhìn cũng rất là đẹp luôn. Đó, những cây sầu riêng nè quý vị chúng ta thấy ha, cây lá rất là xanh, rất là mượt ha, rất là bóng luôn. Và đọt đi rất là nhiều quý vị, đọt đi rất là mạnh, những cây sầu riêng này đọt đi mạnh lắm. Và thấy nó cũng 1 năm tuổi mà nó cỡ này thì rất là sạch rồi, rất là đẹp rồi quý vị. Đó, cây nó rất là đều luôn. Nguyên những cái khu vực trong này, những cái clip trong này á, con đi con thấy nó cây nó rất là đều nha quý vị. Đó, cây chủ lực ở đây vẫn là cây sầu riêng nha quý vị, và cái khu mít là cái khu bên kia. Thì con sẽ xem cho biết cô chú và anh chị chúng ta tham quan ở khu bên đây, thì con sẽ đi qua bên kia luôn cho biết cô chú và anh chị xem ha. Đó, toàn bộ cây trong vườn này rất là đều quý vị, rất là đều luôn. Và tiếp theo thì con sẽ di chuyển qua bên khu mà trồng mít với lại khu đất trống nè quý vị. Thì cái khu đất trống này toàn bộ, nói chung là toàn bộ 51.000 mét vuông này chúng ta xin chuyển mục đích để mở rộng công để mở công ty sản xuất với quy mô lớn, công ty mai, công ty sản xuất gì đó quy mô lớn. Thì toàn bộ thửa đất này chúng ta xin lên đất cơ sở sản xuất kinh doanh được nha quý vị. Rồi thì cái khu đất trống bên này chủ có chừa một cái ao nè quý vị, thì hiện tại là chủ làm nhà vườn. À, chủ mục đích chủ là chủ làm nhà vườn, nhưng mà khi mà vào đây con thấy là thửa đất này rất là có tiềm năng để chúng ta mở công ty cơ sở sản xuất kinh doanh lớn, quy mô lớn nha quý vị. Tại vì cái diện tích nó lên đến 51.000 mét vuông cho cái khu đất phía sau, đủ điều kiện để chúng ta mở kinh cơ sở sản xuất kinh doanh lớn nha. Rồi xung quanh này là chủ đang trồng những cái cây này là cây gỗ xưa nha quý vị, toàn bộ xung quanh đất luôn là gỗ xưa hết luôn đó quý vị, rất là nhiều ha, số lượng rất là nhiều luôn. Thì cây gỗ xưa thì quý cô chú và anh chị đã biết rồi đó, gỗ xưa là những loại cây mà cân ký tính tiền khi mà cái độ tuổi nó đến á, thu hoạch đó là cân ký tính tiền nha quý vị. Nhưng mà những cái cây này thì cây lớn có, cây nhỏ có, nó gỗ xưa nhỏ nhỏ cũng có nè quý vị. Thì khu vực này chủ có trồng dừa, trồng gỗ xưa, trồng mít, có một cái ao để nuôi cá đó, khu đất trống này đó. Đây là cây gỗ xưa nhỏ nè quý vị, nó rất là tốt luôn, cây phát triển rất là tốt. Và tiếp theo trước mặt chúng ta chính là khu vườn mít nha quý vị, khu trường vườn mít. Thì đối với những thửa đất mà hình chữ T thì rất là thích hợp để mở công ty cơ sở sản xuất kinh doanh lớn. Tại vì con đi làm mà cũng thấy rất là nhiều công ty mua đất là mua ở phía sau thôi. Còn cái đường phía trước đi vào chỉ đủ để xe tải, xe container đi vào được là được rồi quý vị. Thì hiện tại cái giá đất ở đây cũng còn rất là mềm, chỉ 650 triệu cho một công thôi. Và mặt tiền của chúng ta lên đến là 35 m, rất là đủ điều kiện để chúng ta mở công ty cơ sở sản xuất quy mô lớn nha quý vị. Thì ở gần đây thì cũng có nhà máy phân bón là đang xây dựng ở đằng kia rồi. Và ga Mỹ An, ga thị trấn Mỹ An thì khu công nghiệp mà đó rất là lớn nha quý vị. Thì quý cô chú và anh chị nếu mà lên Google chúng ta search khu công nghiệp ở Mỹ An, hoặc là chúng ta lên bản đồ quy hoạch chúng ta xem, thì cái khu công nghiệp đó tiếp xúc với đất, với đường N2 á, thì đường N2, đường quốc lộ N2 sau này là mở thành cao tốc rồi quý vị.
thửa đất của chúng ta tiếp xúc với đường tỉnh 850, thì đối với vị trí địa lý thì khu vực này rất là thích hợp để mở kho xưởng cơ sở sản xuất kinh doanh lớn nha quý vị. Tại vì đường tỉnh 850 nó là đường trục đường xe container, hiện tại là xe container đi nha quý vị. Nói từ quốc lộ N2 xuống dưới đường quốc lộ 30, thì từ quốc lộ 30 đó chúng ta tiếp tục đi ra ngã ba An Hữu và lên cao tốc Mỹ Thuận Trung Lương, cũng như đi về các tỉnh miền Tây. Thửa đất của chúng ta thì có phần mặt tiền tiếp giáp với con kênh này, nó làm tới 370 m, và phía trước ngay bức tường nó phía trước đó nó chính là cây xăng đó quý vị, cây xăng Phú Vinh, cây xăng Phú Vinh Thiên Hộ. Thì mít ở đây thì được trồng cũng rất là đẹp nè, rất là xanh nha quý vị. Thì khu vườn này rất là lớn, thì con chỉ đi cơ bản cho một đoạn cho quý cô chú và anh chị xem tham quan để chúng ta am hiểu được cái chất đất ở đây thôi. Đó, thì hiện tại là mùa nắng, mùa hanh khô á, gió khô á quý vị, nên là cái cây nó không có được xanh giống như mùa mưa. Đó, cái cây như thế này thì nói chung mít như thế này cũng rất là đạt rồi quý vị. Và quý cô chú và anh chị quan tâm thửa đất này, vui lòng gọi cho số điện thoại trên màn hình, tức là số điện thoại của chủ đất luôn, anh Duy, 0907 10 10 10 nha quý vị. Còn quý cô chú và anh chị muốn biết thêm chi tiết thì cũng có thể là gọi cho con 0987776287. Trên đất thì hiện tại tất cả mọi thứ trên đất đã được hoàn thiện và đi vào ổn định rồi, kể cả từ nhân công đến hệ thống tưới tiêu thì ở đây đã có sẵn rồi quý vị. Rồi, đến đây thì con xin kính chào quý cô chú và anh chị. Và trong lúc thực hiện video có điều chi sơ sót thì kính mong quý cô chú và anh chị vui lòng lượng thứ bỏ qua. Và con cũng rất là mong muốn quý cô chú và anh chị đóng góp ý kiến với phần bình luận giúp con nha. Và thửa đất này con sẽ ghim vị trí ở dưới phần bình luận cũng như phần mô tả cho quý cô chú và anh chị tiện xem cái khoảng cách để chúng ta về xem đất. Dạ, một lần nữa thì con xin kính chúc quý cô chú và anh chị sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và làm ăn phát tài phát đạt nha.